Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm con game mới, đó là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đảo nhá, của nhà phát hành VNG. Xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Lâu lắm rồi mới livestream nhỉ. Đùa chứ thực ra livestream cũng nhiều nhưng mà lâu lắm rồi mới show mặt. Mọi lần toàn livestream ẩn mặt thôi anh em. Rồi chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ tân thủ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đảo nhá. Game của nhà phát hành VNG anh em nhé. Chào Nguyễn Kiệt nhá, chào Quốc Đặng nhá. Đẹp trai quá anh à, ôi trời ơi. Cứ thế thôi. Hiện tại thì mình đang chơi trên giả lập mọi người nhá. Game này khi mà ra chính thức ấy, sẽ có bản Client, anh em chơi nó sẽ mượt mà hơn, đẹp hơn nữa. Đấy. Còn đây là giả lập thì tải bản Android thôi. Đó. Nếu mà anh em chơi trên iOS thì phải tải qua cái tem file nhá, test file nhá. Đấy. Chứ tải trực tiếp ở trên App Store thì hiện tại chưa được đâu. Đây là bản test thôi. Đẹp trai thật anh. Chào tâm hồ nhá. Đẹp trai thì cũng vợ con rồi, tầm này thiết tha gì nữa đâu anh em. Game này đồ họa được phết này. Vừa nãy mình có thấy cái thư đó là tặng toàn lộc các thứ rồi. Và ra bên ngoài thấy anh em cưỡi toàn lộc chạy khắp nơi rồi. Đây, có vẻ được tặng này. Đấy. Đây, được tặng toàn lộc các thứ này. Khinh Vân Đạp Mai Hương 8 ngày. Đó, rồi thì... Tâm Vương Quang Âm 8 ngày ấy. Linh Giáp Anh Lạc 8 ngày. Nhận luôn nhá. Úi giời. Ủa nhìn chất chưa này. Đấy. Game này anh em nào đam mê thời trang thì thôi rồi luôn. Đó. Đấy. Nhân vật của mình là nữ nhá. Đấy. Quá trời luôn. Hôm nay thì cũng là lần đầu trải nghiệm với tựa game này thôi, nên là có gì chưa ok thì anh em góp ý thêm nhá. Ừ.
Đầu tiên là cứ đi chạy làm nhiệm vụ tân thủ đã mọi người. Game này là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao nhá. Đây để giới thiệu qua cho mọi người chút về cái tựa game. Game thì thể loại là MMORPG. Đó. Thì đây là một tựa game dựa trên cuốn tiểu thuyết Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao trong series tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao được viết bởi Cổ Long, xuất bản năm 1974 mọi người nhá. Đấy, trước đó thì tựa game này đã được phát hành tại các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và các nước cộng đồng quốc tế đón nhận rộng rãi rồi. Đấy. Cái gì đây? Tính năng giới thiệu à? Thưởng đá tiêu 5 mở hệ thống tủ đồ này. Đường thanh đoàn. Hiện tại khi mà mình chơi trên giả lập ấy, vào đã cài sẵn phím các thứ rồi. Đấy, hay là anh em chơi trên điện thoại các thứ cũng thế. Đấy, chơi rất là tiện. Ở đây để gửi cho mọi người cái fanpage Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao các thứ luôn nhá. Fanpage rồi thì group cộng đồng cũng như là kênh TikTok của Thiên Nhai nhá. Đấy, đây mình sẽ ghi vào đây. Các bạn muốn tìm hiểu về game thì có thể vô xem. Hiện tại đây môn phái cái arc này mình đang chơi đang là đây. Kim Lan anh em ạ. Hồi ra bên ngoài giới thiệu lại nhân vật đã nhỉ. Xem là nó sẽ lúc đầu khi mà tạo arc nó sẽ có bao nhiêu nhân vật các thứ nhá. Đây thì vừa nãy mình cũng chơi qua một xíu rồi, đó. Và chơi cũng khá là mượt, không thấy giật lag gì anh em ạ. Rồi đánh bại rồi, xong, đấy. Được thêm cái ngọc hay cái dây chuyền gì đó này. Đấy, sắp full đồ rồi. Sắp full set đồ cam rồi. À set đồ lục rồi. Kiểu tóc các thứ này. Rồi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài tạo nhân vật mới tinh ban đầu nhá. Đây cho các bạn xem giao diện các thứ, thiết lập này, độ nhân vật này. EXP lệnh này. Ở đây thì chúng ta trong cái phần thiết lập sẽ có là cơ bản này, hình ảnh này, thao tác này, riêng tư khác. Dung lượng này chơi trên điện thoại nó sẽ vào tầm vài GB mọi người nhá, cái tựa game này. Đấy, còn sau này có bản Guardian khi mà ra mắt chính thức ấy thì mọi người chơi nó sẽ nét hơn. Đây, trước đó tựa game này đã được phát hành bởi các thị trường nước ngoài này. Bản thân trò chơi đã tạo dựng được một cộng đồng lớn ở Việt Nam từ khi game được phát hành tại thị trường Trung Quốc này. Một bộ phận lớn game thủ Việt đang chờ sự xuất hiện của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao tại Việt Nam này. Đó, thì đây là cái giao diện khi mà anh em vô tạo arc đầu tiên này. Đấy, mình đang có hai nhân vật, đó là Dasaya Gaming Level 9 này và YouTube Dasaya Level 6 này. Đó. Ở đây các bạn vào tạo nhân vật mới tinh này. Đấy, thì sẽ có là Thái Bạch này, Thiên Hương này, Thần Vi này, Đường Môn này, Cái Bang và Di Hoa mọi người nhá. Đó. Đây. Thì từng cái hệ phái này nó sẽ có ưu nhược điểm luôn ở đây này. Đấy. Hay ví dụ như Thái Bạch đầu tiên đi. Thái Bạch thì thiên về cận chiến này, mấy cả khả năng ra đòn này, đó, sát thương rất là cao luôn, nhưng mà sinh tồn các thứ này thấp hơn này. Đấy, sinh tồn khống chế các thứ này. Độ khó vừa phải thôi này. Đó. Đây sẽ có là thiếu hiệp này, nữ hiệp này, đấy con trai con gái ấy. Còn đây là tiểu muội kiểu như là bé hơn tí, đấy. Đồ họa này cực đỉnh luôn anh em nhé. Đây là Thiên Hương này, thì Thiên Hương sẽ thiên về là tầm trung với cả khả năng trị liệu, đấy, sinh tồn rất là cao luôn. Đấy. Nhưng mà sát thương với cả cơ động khống chế các thứ thì lại ít hơn. Đó. Thiên Hương này thì chỉ có con gái thôi anh em nhé, đấy, nữ hiệp này với cả tiểu muội. Ôi dồi, đồ họa đẹp thôi rồi nhỉ.
Đấy, game này đảm bảo với anh em luôn, khi mà ra mắt thì kể cả con gái cũng chơi nhiều luôn đó, bởi vì nó đẹp. Tiếp đến là thần Vi này. Thần Vi thì thiên về khả năng cận chiến này, thủ cao ấy, sinh tồn, ui rồi mắc luôn anh em ạ, mắc luôn. Và đây có cả tiểu muội này, tiểu muội thần Vi nhìn nhìn ảo phết ấy, bé bé đó nhưng mà sinh tồn cái thứ rất là trâu ấy. Còn đây là nữ hiệp nhá, nữ hiệp của thần Vi này ấy, con này thiếu hiệp này đó, này cận chiến trâu anh em ạ, cứ lao vào quẩy thôi đó. Tiếp đến là đường môn. Đường môn thì là phái thiên về tầm xa và khả năng ra đòn nhá, ấy sát thương mắc luôn anh em ạ, đó và độ khó cũng cực kỳ cao luôn ấy, sinh tồn với cả cơ động khống chế thì ít hơn đó. Tiếp đến là cái bang, chúng ta có cái bang là thiên về khả năng cận chiến và khống chế, ui khống chế rất là cao luôn này, gần như là 9 trên 10 này. Ấy cái bang này. Tiếp đến là Di Hoa. Di Hoa thiên về khả năng cơ động mọi người ạ. Đó. Hỗ trợ, ấy, cơ động hỗ trợ. Đấy. Thế là cái phái Thiên Hương này chỉ có mỗi con gái thôi nhỉ. Đây, nữ hiệp này. Thái Bạch các thứ này, Thái Bạch cận chiến này. Cái thần Vi này có vẻ trâu trâu này, mấy cả nhìn nó cũng ngầu, chắc sau nhiều người chơi đấy. Ok, tiếp tục với cái arc này của mình nhá. Đấy thì ở cái đoạn mà tạo nhân vật nó như vậy thôi anh em. Vô. Sao nhìn lác lác anh ơi á? Thì đây là chơi trên giả lập em ạ. Sau này khi mà ra mắt bản chính thức ấy, anh em nào mà chơi trên PC nó sẽ có cái bản client riêng ấy, tức là cái bản dành riêng cho PC ấy, thì chơi nó sẽ ok hơn. Mấy cả lag thì có thể là do mạng của anh em nữa, nó chưa được của các bạn nó chưa được mượt chẳng hạn ấy. Ôi. Quà lạp đầu các thứ này. À trong cái bản alpha test này có sự kiện nạp rồi nha anh em. Đấy thì dưới vừa nãy là mình cũng giới thiệu qua về game rồi đúng không? Thì game là dựa trên cái cuốn tiểu thuyết Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao trong series tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao, được viết bởi Cổ Long, xuất bản năm 74 mọi người nhá. Và nhà phát hành nhà nhà sản xuất cái tựa game này đó là Aurora Game Studio này. Đấy và nó là một trong 5 cái studio nội bộ của Tencent. Đấy Tencent thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Một nhà phát hành game rất là lớn luôn. Bên cạnh là Timi Studio này, Next Studio này, rồi thì các các studio khác này, thì Aurora Studio là phát triển rất là nhiều game tại thị trường Mỹ và EU này. Đó, rất là nhiều game luôn. Đây có quà đăng nhập và 8 ngày luôn mọi người nhá. Hiện tại thì mình cũng xem qua mấy bài báo rồi ở trên AFK Mobi này, rồi thì game 8 này hay là mod game các thứ này, game 2T ấy, cũng rất là nhiều bài viết về Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đấy. Các bạn có thể lên tìm hiểu cũng như là tự tay mình vào trải nghiệm game luôn. Đấy. Cái cách tải game thì ở trên fanpage, ở trên fanpage cũng đã hướng dẫn chi tiết rồi mọi người nhé. Đấy. Ở trên Android hay là PC các bạn có thể cài giả lập. Các bạn có thể cài giả lập sau đó là lên Google Play tải tải cái tựa game này về ấy, tìm kiếm Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao sau đó tải về chơi thôi. Đó đây Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này, đây chứ. Đấy. Còn trên iOS thì các bạn tải qua cái test file đấy. Sau này thì khi mà ra mắt chính thức thì nó sẽ có tải được ở trên App Store mọi người nhé. Bây giờ thì đang bản Close Beta, bản test thôi. Đó, cách tải game có thứ hướng dẫn qua rồi đúng không? Cả giới thiệu game nữa này. Đấy. Nhưng mà game này đồ họa đẹp nên là hơi nặng tí nha mọi người. Đấy.
túi đồ này, đồng hành các thứ à. Bây giờ tiếp tục đi làm nhiệm vụ ở chính tuyến thôi, xem nó mở được thêm cái gì không. Cái ngoại trang bên ngoài nhìn hấp dẫn nhỉ. Võ học này, chiêu thức các kiểu này, bị khinh công này, bang hội này, tăng nhanh này, thương long xuất thủy, phi thiểm tiễn tuyết, hồi phong lạc nhạn này, phi yến trục nguyệt này. Đây anh em về combo các thứ này, ấy này thì hay là nhào lộn cái thứ này. Ấn nút ship này, ấy úi sổ rồi, mạnh hơn đi. Tinh luyện à, cường hóa, đây cường hóa đồ rồi, hơi lag xíu nhở. Đây nó cũng chỉ là bản test thôi mọi người, chưa phát hành chính thức nên là chưa phải bản chính thức nên là mọi thứ nó, nếu mà có chưa ok thì các bạn góp ý thêm cho nhà phát hành nhá. Cộng 4 này, cái này tăng tấn công, cái này tăng sinh lực này, tấn công này, sinh lực này, sinh lực tấn công này, ngoại phòng nội phòng, cứ cái nào tấn công với cả sinh lực là ưu tiên trước anh em ạ. À, cái dưới này lại đập bằng nguyên liệu khác à? Ngoại phòng nội phòng, ôi tất cả 6 món dưới này đều tăng ngoại phòng nội phòng hết luôn này. À quên, vừa lấy cái đoạn giới thiệu nhân vật ấy, nó còn có một cái phần cực kỳ hấp dẫn nữa. Đây tôi lại ra giới thiệu lốt nhá, quên mất anh em ạ, cái phần đấy cực kỳ hấp dẫn luôn và rất là nhiều bạn gái thích luôn ấy. Mấy bạn cứ trêu nhau bảo là chơi game một tiếng nhưng mà nghịch cái đấy mất tới 2-3 tiếng mọi người ạ. Đây đổi nhân vật này, đó là cái đoạn mà đầu tiên tạo hình xong rồi vẽ mặt các thứ ấy. Đây này, đấy, ví dụ như là tạo nhân vật này nhá. À đây nhân vật này cho nó, đấy, này, tiểu muội nhá. Đó, xong rồi các bạn sẽ kiểu như là, ui, trang điểm các thứ này, đeo thì khuyên tai mắt với các thứ này, ui, trang điểm kiểu game, cái thời trang ấy, rất là ấy luôn, rất là chất luôn. Đó, bao nhiêu kiểu mặt này, xinh chưa, ui. Đó. Ôi trời. Trông này. Trông xinh thế nhở. Đây cái vừa nãy xinh xinh. Đây cái này. Đây cái này nhìn xinh xinh này. Đó. Đây cái đoạn này nghịch các thứ cũng tốn thời gian phết đấy. Nhưng mình để ý được cái mặt này xinh. Đâu rồi? Đây, mặt này xinh xinh. Đấy. Còn đây là, ôi dồi ôi, còn có kính các thứ này. À, kính thì khuyên tai các thứ này. Wow. Đó, ôi dồi. Nhìn chất chưa? Ai à, cái số 6 là kiểu như là cái cái buộc tóc các thứ nữa ấy. Đấy, ôi dồi, tai mèo nữa này. Đấy như này đẹp nha. Cái dấu 6 mà. Thêm tí cái bờ bên trên đi. Đấy. Cái này ui rồi còn. Ấy ui rồi quần áo các bạn tha hồ được chọn nữa này. Game đẹp dã man luôn. Ấy. Đây giả sử nó như này nhá. Này có ấy quá không nhỉ? Gì? Giả sử như này đi. Đấy. Động tác nữa này. Wow. Bối cảnh nữa. À.
Đây, đấy, xong rồi kế tiếp này, xong rồi trang điểm từng tí một luôn, trán rồi thì gò má rồi thì cằm, xương gò má này, ấy, má này, góc hàm các thứ này, cằm luôn này, ấy, các bạn chỉnh chi tiết luôn, đó. Hoặc là các bạn có thể tạo hình theo ảnh ấy. Đây, có thể tải một cái ảnh của các bạn lên, sau đó là tạo hình đây này. Hãy tải lên hình ảnh chân dung đủ sáng này, nhìn rõ vùng trán, khép môi, tháo trang sức vùng mặt này, ấy, chỉnh lại tóc mai này, không nên dùng hình ảnh của người khác này để tránh xảy ra tranh chấp. Đó. Nhấp đăng đăng hình này, tức là bạn đã xác nhận bạn có quyền cung cấp và cho phép chúng tôi sử dụng hình ảnh thông qua tính năng tạo hình ấy. Các bạn có thể tải hình lên để nó sẽ kiểu như là tạo ra một cái nhân vật ảo ảo như vậy đó. Ok, chuyên gia luôn à, chuyên gia lại còn có cả xoay với cả thu phóng cái thứ đó mọi người ạ. Ấy, các bạn có thể chỉnh từ những cái chi tiết này nhá, các bạn có thể chỉnh đơn giản hoặc là chuyên chuyên gia này đó. Ôi rồi, xương gò má này, cằm này, ấy cằm cằm cái thứ này chỉnh này đó, má này ấy, môi này, ôi rồi chi tiết luôn mọi người ạ. Đó, tên đấy, ở tên là đó, thế là tạo vô game thôi ấy. Khôi Ngô Tuấn Tú này ấy, xinh chưa? Đó, thế là các bạn tạo ra một cái nhân vật rất là xinh rồi. Ok, tiếp tục nhá. Đấy là mình vừa giới thiệu cho anh em cái tính năng kiểu như là tạo mặt, tạo nhân vật các thứ là chi tiết luôn. Đấy, tạo một cái nhân vật chi tiết. Đó. Chứ còn một số tựa game thì các bạn làm gì được tạo nhân vật chi tiết thế đâu, đúng không? Tiếp tục nào, xem là có cái gì hay hay giới thiệu mọi người tiếp nhá. Bây giờ đây đi làm nhiệm vụ đã, cái này chơi bằng giả lập nên hơi lag tí mọi người ạ. Đó, nhân vật này đấy, cài thuốc cái thứ này. Ẩn kéo tóc. Ui rồi. Ui, ẩn kéo tóc đi, nhìn có vẻ hơi tù nhỉ. Vậy để như này có vẻ xinh hơn không? Đó. Người đó chứ cái nào, cưỡi ngựa ở đây rồi, có phải là con ở đấy, đúng có tuần lộc vừa lấy được nhận mọi người ạ. Đấy, cái tầm này đông người chơi quá hay sao, nó hơi lắc lác anh em ạ. Vừa hồi hồi chiều mình chơi không có lác như này. Thì ông đằng sau vẫn cưỡi ngựa ở thứ đây. Đấy, mình đã có kiểu kiểu con ấy chất này, con này kiểu như con hươu nhỉ, hươu tuần lộc các thứ ấy. Ui, ui, dắt ngựa này xung phong này, test thử xem nào. Úi xổ ấy, dắt ngựa này. Dắt ngựa mọi người ấy, cưỡi ngựa này đó, đấy, con này cưỡi một bên luôn. Game này thì là thể loại nhập vai trực tuyến mọi người nhé.
Tây thì đang là phiên bản alpha test thôi và nhà phát hành của chúng ta là VNG đấy. Các bạn có thể đăng ký sớm này để khi mà ra mắt chính thức chơi chơi luôn cho nó kịp. Ôi, từ từ đánh nhau phát đã. Đó, ui rồi. Đây kỹ năng nhóm, đánh nhóm phát nào. Ui trời ơi. Ôi. Đây phải tránh tránh mấy cái kỹ năng của đối phương ra mọi người. Ui trời. Đồ tiến. Ê, quay. Úi, quy này. Ok chưa nhỉ? Ui rồi còn con này nữa à? Ui rồi to thế. Ôi. Ui, không kịp nhảy ra. Ui. Bơi luôn à? Ê, lên lên trên này. Thế là không không sử dụng được võ công dưới nước này. Rồi, bay lên cái đã. Rồi, rũ lên đây đã. Đấy, né skill của đối phương thôi anh em. Úi rồi. Nguyên quả chùy kia nó phang rồi đi. Rồi. Gia luật lan à. Hình như có cả đồng hành các thứ nữa cơ mọi người ạ. Để up cấp xong rồi mở thêm nhiều tính năng nữa. Mấy cả mình cũng xem qua quảng cáo các thứ thấy còn bảo là game này PK 50 vs 50 nữa cơ mọi người ạ. Đấy. Giao tranh đẹp mắt cùng kỹ xảo đỉnh cao của các game kiếm hiệp hot mới. Đó, đồ họa rất là đẹp luôn. Phù hợp với cả bây giờ ấy. Ví dụ ngày xưa anh em chơi một số trò chơi kiểu cũ cũ ấy nhỉ, đồ họa làm gì được đẹp như này. Tiếp đến là kinh mạch này, chiêu thức này, tăng nhanh đi. Luận vị trí chiến lược, luận kiếm cá nhân gì ấy, tính năng giới thiệu này, cấp 42, mở học, mở võ học bộ 2 này. Điều khí 23 giây, điều khí, phạm vi kỹ năng đạn xa này, khu vực phía trước này, khu vực phía trước này, hình chữ nhật phía trước này, bản thân xung quanh này, khu vực phía trước, phe địch đơn à, cái này đánh đơn này anh em, kinh mạch các thứ này, đến linh âm lâu, đâu để giới thiệu cho mọi người cái em. Cái lạp nhá. Cái lạp mới cả cái lạp trong thời gian alpha test. Đây, cũng giới thiệu luôn cho mọi người mấy cái mấy cả trả lời cho mọi người luôn mấy cái câu hỏi trong cái đợt alpha test luôn nhá. Phiên bản alpha test thì là giai đoạn trải nghiệm trong trong đó một số lượng người chơi hạn chế thôi mọi người nhá. Đấy, không phải là ai cũng được tham gia test đâu. Đó. Bình thường là ví dụ như hôm qua là các bạn phải đăng ký sớm này xong rồi có mail về tải game một thứ mới được test này. Đấy. Số lượng người chơi hạn chế được mời chơi trò chơi trước khi trò chơi được phát hành chính thức này với công chúng. Đó, giai đoạn này sẽ giúp nhà phát hành thu thập ý kiến đóng góp của người chơi để và chỉnh sửa để cho ra mắt bản chính thức sau này hoàn thiện hơn. Đấy. Bản alpha test này thì nó sẽ kéo dài từ 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4 2024 đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 4 2024 mọi người nhé. Phiên bản Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao alpha test sẽ diễn ra tại các khu vực đó là bản khu vực diễn ra phiên bản alpha test C này, Đông Nam Á này, bao gồm là Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines mọi người ạ. Đấy. Cái lượng người chơi cực kỳ lớn luôn, bảo sao vừa nãy thấy trên kênh chat thế giới này, đấy các bạn thấy không? Có rất là nhiều người nước ngoài chat các kiểu này.
Cấp bao nhiêu mới chat được đây? Level 30 mọi người ạ, level 30 mới chat được nhá. Đấy, chi tiết này, ôi mạng xã hội nữa kìa. Ấy. Bị nực đồ giám này. Ui. Đồ cái thứ đã mấy cái đồ lam rồi. 5 cái đồ lam rồi. Đó. Ui, ra đây. Nếu mà các bạn không biết làm gì thì cứ đến với nhiệm vụ ngày. Đấy, chúng ta sẽ có là nhiệm vụ ngày này, nhiệm vụ tuần các thứ này. Cũng khá khá mọi khá khá cái để làm đấy nhỉ. Bây giờ thì game nhập vai trên điện thoại các thứ mấy cái nhiệm vụ ngày nó cũng tối giản đi rồi mọi người ạ. Các bạn chơi nó sẽ ấy hơn. Đây hiện tại mình nạp vô trải nghiệm mình đang có 10.000 kim phiếu này. Đó, các bạn có thể mua không tuyết ô vân đoàn này hay là đây mấy cái này giá này đang được giảm còn có 3.280 kim phiếu các thứ này. Đấy, nạp gì ở trên trang pay.zing.vn mọi người nhá. Bây giờ thì đã đổi sang thành là shop.vngame.com.vn à gạch chéo VN các thứ đấy, nói chung là các bạn cứ lên Google tìm phát là ra. Đấy. Nạp thẻ Zing phát là ra đúng không? Xong rồi vô chọn game mà Thiên Nha Minh ở đâu này, nạp test thôi. Đi lại đánh nhau tiếp à? Khi vòng rút đến đường màu vàng chính là nó nhạc hoàn hảo. Nhắm chuẩn bị thời cơ, nhấp luôn nha. Ủa, cái gì đấy lại còn game lại còn chơi cả nhạc nữa này. Chưa đạt á? À, ơ. Đây cơ. À, tức là nó phải cuộn vào thì mới bấm anh em ạ. Vừa nãy mình bấm ở bên ngoài nó toàn báo chưa đạt thôi, trời ơi. Đấy. Lúc sau bấm toàn hoàn mỹ với cả lợi hại này, đó. Nói chung là cũng mới trải nghiệm tựa game này, chưa có chơi trước ở server nước ngoài nên là có gì chưa ok mọi người thông cảm nhá. Khúc nhạc kiếm à. Rồi. Level 14 này. Linh âm lâu. Đâu xem tiếp cái chỗ alpha test xem nào. Những lựa chọn ngôn ngữ nào có sẵn, tức là các bạn đã chơi game này thì có thể chỉnh ngôn ngữ là bao gồm có tiếng Việt này, tiếng Indonesia này, tiếng Trung giản thể nhá và tiếng Anh nữa. Đấy. Đây và cái câu hỏi rất là nhiều bạn hỏi đó là nạp tiền vào alpha test. Đấy. Thì người chơi có thể nạp tiền trong giai đoạn alpha test. Đó. Android thì nạp tiền qua Google Play. Đấy, còn iOS thì nạp qua Web Play. Đó. Nhưng mà sau khi mà ra bản chính thức các thứ thì các bạn làm hết ở trên webpay thôi. Đấy, rất là tiện. Đấy. Nếu tôi nạp tiền trong quá trình thử nghiệm alpha, tôi có được giảm giá trong quá trình open beta bản ra mắt chính thức không? Nếu có tỷ lệ giảm là bao nhiêu? Dựa trên số tiền nạp lại giá trị tương đương 100% của kim phiếu loại tiền nạp sẽ được trả và sẽ được giảm giá theo tỷ lệ cho ngân phiếu loại tiền cao cấp dùng trong trò chơi. Với giới lượng giảm giá tối đa là 15.000 ngân phiếu. Đấy, phạm vi hoàn trả là dựa vào tất cả thanh toán được tiến hành bởi Thiếu Hiệp sẽ được tính bằng cách cộng dồn tất cả các nhân vật trong một tài khoản mọi người nhé. Đấy, một tài khoản là tính chung hết. Ngoài ra nó còn có quy định về cái chỗ hoàn trả các thứ này cơ. Đấy, nạp giảm giá rồi thì hoàn trả các thứ này ở trong cái alpha test. Đấy, chi tiết ở trên fanpage cũng có mấy bài hướng dẫn đầy đủ các thứ rồi đó, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Còn chi tiết là được hoàn lại bao nhiêu ngân phiếu các thứ nữa. Ngọc trụy tùy thân à, ở đây tìm này đấy.
Đây, khi mà ra mắt chính thức thì người chơi Alpha Test sẽ nhận được phần thưởng trong trò chơi giúp họ có khởi đầu thuận lợi hơn này. Đấy, tuy nhiên tài khoản dùng để ra mắt chính thức phải giống với Alpha Test thì mới đủ điều kiện nhận phần thưởng trong trò chơi này. Đó. Ok, sơ sơ về cái chỗ nạp như vậy mọi người nhá, nạp Alpha Test là như vậy. Đấy. Rồi, làm tiếp nhiệm vụ nào. Đã cấp lên tí nhỉ, level 30 còn chat chết à chat chít tí. Quán trọ rìu rìu. Các bạn mà chơi trên giả lập ấy thì nhớ tắt cái Unicode đi nhá. Tắt cái tiếng Việt cái thứ đi để thao tác cho nó dễ. Đấy. Ui à, chị mừng này. Gì ấy? Mục tiêu không nằm trong tầm nhìn. Chuyển ống kính để nhắm vào mục tiêu quá. Gì ấy? Cái này là sao nhỉ? Có gì mọi người hướng dẫn thêm cho mình nữa nhé. Anh em nào mà chơi trước ở bản nước ngoài hướng dẫn thêm nữa nhé. Sức bền truy tung ưng. Còn hơn 1 phút nữa. Hoàn thành ngay. À ôi giời. Mục tiêu đang trên bản đồ. Ô. Xoay xoay cái này à? À đây 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 ấy, ui giời, tưởng nào cơ. Hắc sát viện trợ này. Ui giời. Né tầm nhìn của mục tiêu đến gần. Bác sẽ lựa chọn nhấp biểu tượng. Ui kiểu, ui né, ui chạy vòng sau lưng. Áo sát luôn mọi người ạ. Ê xiên đi. À đây rồi, vẫn xài được võ công cái thứ bình thường. Ê, ui. Ê chạy. Rồi lộn ra, rồi. Ui giời. Này kiểu như sát thủ ấy nhỉ. Cái ca thích phết đây mọi người ạ. Úi sổ. Đột tiến đây. Đấy, xẻ lẻ ngay. Thôi. Ấy. Thì ca đã phết mọi người ạ. PVP. PVP, PVE thứ đều ok hết nha. Mượt, ngon. Cái này Black Mage chỉ là đánh quái thôi nhỉ. Sau này các bạn PK xong rồi còn 50 vs 50 thì ui rồi. Vào đánh thì thôi rồi. Chào nghĩa chung nhá. PK mượt quái chứ. Ừ, game mượt. Còn mình mới chơi game này nên là PK vẫn còn gà lắm. Nhưng mà bản test thế này là cũng ổn rồi mọi người. Đầu đầu game thấy cái nhạc lên kêu kêu mà giờ không thấy nữa nhỉ. Hay mua con không tuyết ô vân đoàn này không? Bây giờ có 10.000 kim phiếu này, test thử đi mua cái gì mọi người nhỉ? Ngoại quan này, chân phẩm này, ui. Ngoại quan này, quá trời luôn.
À đấy, úi rồi, xinh chưa kìa, ấy, úi rồi, thanh tú băng vân này, uầy cái này đẹp nha. Cái này đây chúng ta sẽ có là ngân phiếu này, ngân ngân phiếu đây nhá, còn đây là kim phiếu đấy. Ừ, kim phiếu này, ví dụ các bạn nạp đây 25.000 in game thì sẽ được là 68 kim phiếu này đấy, 2.499.000 in game thì thường thường cái này nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu thẻ dinh này đấy, được tầm 7.279 kim phiếu này đấy, loanh quanh tầm 2 triệu thẻ dinh, không biết là nó nói chung là tùy game mọi người nhá đấy. Còn đây là ngân phiếu này, tiền game quý giá có thể vào tiệm ngân phiếu mua các loại kỳ chân dị bảo này, vật phẩm không thể giao dịch. Cái này là không mua, không thể giao dịch đấy. Đây là cái gì ấy? Điểm thiên thưởng, tiêu hao kim phiếu nhận được điểm thiên thưởng này, tương ứng này đấy, kim phiếu đổi bạc xu này, ở đấu giá này, chân phẩm thương hội, tiêu hao kim phiếu sẽ hoàn lại điểm thiên thưởng theo tỷ lệ là 2:1, tiêu hao qua kênh khác sẽ hoàn lại tỷ lệ 1:1 đấy. Dùng điểm thiên thưởng để mua vật phẩm độc quyền tại cửa hàng thiên thưởng đó. Đây là bạc người nhá, anh dùng kim phiếu có thể đổi, nói chung là từ kim phiếu mà ra hết mọi người ạ. Đấy, chân phẩm này, hiệp ảnh, chiêu mộ lệnh này, ui cái này mới đẹp này, nhưng mà cái này phải phải mua bằng cái điểm thiên thưởng mọi người ạ. Ấy bảo sao nhìn chất thế. À ui dồi ôi, cái kiếm này là kiếm đeo ở hông, cứ tưởng là nó thay thay cái kiếm ấy cơ. Đang dùng cái kiếm gỗ này nhìn tù quá. Rồi, chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ tuân thủ nhá. Đây các bạn xem mấy cái trong cửa hàng đi, xem mà tí thích mình mua cái gì mình mua test thử cho anh em. Đấy. Mua bằng kim phiếu. Đi theo đại bảo. Chó sẽ dẫn đi đâu đây? Vô học được vô ngấn kiếm ý à? Đây các bạn có thể xoay các thứ này. Mình đang định kiểu như là zoom các thứ lên này. Trong này nó sẽ có mấy cái động tác các thứ nhá. Ấy, ngồi thiền này. Có đây là tử chiến này. Đấy, đây là kiểu như là cắt cắt tay tự tử luôn này. Này. Tử chiến này. Đấy, này, đang vận khí này. Xong, nghèo luôn. Nghèo luôn mọi người. Đấy. Này, huy huyết phát ra con thú để chạy luôn. Đấy. Danh sách còn cái gì nghịch nghịch nốt nhá. Tăng cấp tăng nhanh này. Hay mua luôn con không tuyết ô vân đoàn này nhỉ. Nhìn kẹo con ngựa đen đen, linh thù, hắc bạch chi ái. Nhiệm vụ thất bại bắt đầu lại nhiệm vụ này. Ok luôn. Đây đi theo con này nhá. Kỹ năng chống đỡ này, phù không này, đột tiến này, đánh trả, đánh nhóm, bộc phát. Đấy, ở bên ngoài nó cũng kiểu hướng dẫn cơ bản này. Chơi khá là dễ luôn mọi người. Đó còn nhiệm vụ ngày này, chơi hiệu quả các bạn là vô làm hết nhiệm vụ ngày, quà lạp đầu nữa này. Đấy. Lạp mức bất kỳ tặng ngay quà lạp đầu 368 Việt Nam đồng. Kiếm lưu thái kiếm này. Thánh tú lạc mai này. Ngoài ra trước đây những bạn nào mà chơi chơi game ở bên Game Studio 9 ấy, mà nạp nhiều rồi ấy, thì sẽ có mail có mail gửi mail riêng nhá. Mail riêng kiểu như là mời trải nghiệm trước, sau đó là sẽ được hỗ trợ thêm những cái vật phẩm in game ở trong thời gian alpha test ấy. Nhưng mà những bạn kiểu như là khách hàng tiềm năng, khách hàng nạp nhiều thứ ấy ở bên thì sẽ được gửi cái thư riêng như vậy nhá. Đó.
sẽ mời mời trải nghiệm game đấy. Sau đó là các bạn cung cấp ID các thứ để nhận được thêm những cái hỗ trợ in game ở trong alpha test thôi đấy. Còn khi mà ra bản chính thức thì ai cũng như nhau hết mọi người, lúc đấy là cân bằng luôn, ai cũng như ai. Đấy, hay như ác này mọi người thấy đấy, thấy này có 10.000 kim phiếu này đấy, các bạn cần test gì mình test luôn cho mọi người này. Đó, ngoài ra còn còn có 100 cái vé quay này, hiệp ảnh chiêu mộ lệnh này, tí mình sẽ quay thử nhá, cấp độ 23 sẽ quay đấy. Ô giấy dầu à, mở dù, ôi được cái gì ấy, à động tác gì, mở dù đâu, dù đâu, học được động tác mở dù à, à động tác mà. Ôi giời ơi, đâu tính năng cầm đồ à, cầm đồ vật à, ô thế cái à, đây mở dù đây, ôi giời ơi đâu mở dù đâu rồi, ôi giời ơi. Đây, ôi, mở dù luôn người, ép xem nào. Gì vậy? À, cất ô đi rồi. Ôi dồi ôi, chất thực sự mọi người ạ. Đó. À, em cũng có. Đấy thì những cái kiểu như khách hàng tiềm năng ấy mà lạp vô nhiều ấy ở những cái game tựa game trước của Game Studio 9 như kiểu Metal Slug này hay là One Punch Man này ấy thì sẽ được cái hỗ trợ trải nghiệm cái bản alpha test như vậy. Nhưng mà chỉ bản alpha test thôi mọi người nhá. Còn khi mà bản chính thức ấy, bản open beta ấy thì ai cũng như ai thôi. Đó. Hay là khi mà khách hàng VIP làm nhiều thứ thì sẽ được hỗ trợ kiểu như là trả lời các thứ những cái vấn đề khác thôi, chứ còn không hỗ trợ in game khi mà chính thức nữa đâu. Đấy. Nên là sẽ cân bằng hết, anh em yên tâm nhá. Võ học này từ bây giờ phải up lên level 23 nữa. Ui né phát, ui dồi ôi, 893 máu. Thấy mọi người bảo quay cái ấy hấp dẫn lắm này, bây giờ phải up lên 23 đã, quay cái hiệp ảnh chiêu mộ lệnh này đấy, né nhẹ cái sát thương, cái đột tiến, cái khống chế, cái phủ không. Ôi thì kìa, ship chạy kia, ui rồi văng xa luôn, nhưng mà máu tụt chưa nhiều, con này mình vẫn solo được mọi người ạ. Đấy, quái bắt đầu đánh đau dần rồi nhá. Đấy này, mấy nữa sắp đến cái đoạn là thua quái nơi đấy. Ôi rồi à, bay lên được này, bay lên kiểu như nói chung là cố gắng né skill của quái anh em ạ, không là toàn đấy. Đó rồi, Nghĩa Trung em có chơi trước ở bên server nước ngoài chưa hay là cũng mới test thôi? Test thì đang đến cấp độ bao nhiêu rồi? Đánh bại người che mặt bí ẩn nè, đánh bại chưa? Ok, hoàn thành 2001. Chào Tùng nhá. Ngọc Anh, ôi xồ ôi, danh hiệu cái gì phá quân thế này rồi. Chạy tiếp chưa này, mình chạy cứ chậm chậm mới nhở. Ok, đấy, đầu tiên thì các bạn cứ đi làm nhiệm vụ chính tuyến đã, sau đó là full hết thì quay sang làm nhiệm vụ ngày đấy. Thì cái riêng cái game này nó sẽ có vài cái điểm nhấn đặc biệt, đó là cái chỗ mà tạo hình nhân vật đấy. Cái chỗ mà tạo hình nhân vật là ôi cái gì, ôi cái gì. Đấy, và đồ họa cực kỳ đẹp đấy. Mấy cái điểm nhấn của cái tựa game này nó là thứ nhất là cái chỗ mà tạo hình nhân vật là đặc sắc này đấy, thứ hai là đồ họa cực kỳ đẹp luôn. Đây mới chơi trên giả lập mà đã như thế này thôi thì cái bản là client nó đẹp thôi rồi luôn mọi người ạ. Đấy, bản đấy nghe đâu rồi 30GB thì sao ấy. Chơi trên PC mọi người nhá, chơi thì siêu đẹp luôn. Sắp tới anh có chơi game HTLL không à?
Chắc là có em ạ. Tiếng Anh thì thích cái những cái mới mẻ mà, nên là sẽ kiểu như là chắc sẽ qua trải nghiệm thử em sao. Đấy. Đây hay là như game này để ra alpha test cái là test thử trải nghiệm cùng anh em luôn. Đấy. Xong rồi kiểu mình cũng đứng tên hộ nhiều arc VNG VIP ấy, từ trước đến giờ ấy. Đấy. Kiểu như đứng tên hộ nhiều arc nên là có những cái mail về mời trải nghiệm game rồi thì kiểu như là hỗ trợ in game khi mà cái bản alpha test, nên là cái lúc alpha test thì test nó cũng thích mọi người ạ. Đấy, có gọi là tí cái hỗ trợ để test. Còn bản chính thức thì không được hỗ trợ nữa, nhưng mà được cái đông người chơi hơn nên là chơi lại vui. Mấy cả khi mà bản chính thức thì chơi nó sẽ đỡ lỗi hơn mọi người nhá. Bản test thì game gì cũng thế thôi, nó sẽ có nhiều lỗi, có thì các bạn thu thập lại xong rồi góp ý thêm cho nhà phát hành. Cẩm nang tân thủ của khám phá thiên nhân minh nguyệt đao này. Xem tân thủ đầu tiên, hướng dẫn tân thủ này, hướng dẫn nạp alpha test này. Ấy các bạn đây, các bạn sẽ vào cái chỗ này lấy Ron ID để nạp nhé. Nhấp vào biểu tượng môn phái góc trái màn hình để thu thập Ron ID. Đấy, điền Ron ID tại cổng nạp chính thức của thiên nhân minh nguyệt đao VNG thông qua đường link trên caption. Đấy, đường link đó nói chung là các bạn lên Google cái nào cũng ra thôi, hoặc là vào shop.vnggame .com .com mọi người nhá. Đấy, vào đấy xong rồi tìm thiên nhân minh nguyệt đao nạp là được. Đấy, đây các bạn vào môn phái này, nó sẽ có cái chỗ ID này, các bạn bấm vào chỗ này. Đấy, ID nhân vật đã sao chép vào bảng ghi tạm, sau đó là ra là nạp thôi. Ui sao vừa cái có cái gì đồ cam à, đúng không? Ô không phải, cái đồ cam, cái cam cam ấy là cái gì nhỉ? Danh sách võ học. Thử up lên 23 cái đã. 20 rồi mọi người ơi. Sao cái này nói chung là có cái gì sáng sáng này các bạn nhấp vào hết. Đấy. Em mới chơi test anh ơi. À Nghĩa, ui tưởng ai, hóa ra là Nghĩa bên One Punch Man à. Thấy ông anh em test. À nói chung là tùy á, kiểu như là để mà ấy như thế phải phải được mail ưu tiên các thứ cơ thì mới được. Ô dẫn đi đâu vậy? Nhưng mà nó cũng chỉ ở bản test thôi, cũng không quá quan trọng đâu. Ra bản chính thức thì ai cũng như ai hết mà. Trò chuyện Liễu Phù Phong này. Cái này giống cái kiểu game gì nhỉ? Game Nhất Mộng Giang Hồ ấy. Cái nối chơi thứ kiểu ở cái Thiên Nha Minh Nguyệt Đao này, cái chuyện của nó cũng là ấy, cũng là kiểu Tiếu Ngạo Giang Hồ của thứ ấy. Đó. Được viết bởi Cổ Long. Cái trước mình có chơi cái trò Nhất Mộng Giang Hồ, nó cũng kiểu tựa như trò này. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn này. Cái gì đấy? Tham gia. À bắt đánh con này á? Ui ôi khỏe thế. Ui ôi ui quy. Tôi tiến ui ôi. Bay bay ha. Chống đỡ này. Chống đỡ kiểu gì? Khi mục tiêu sử dụng kỹ năng vòng tím, dùng kỹ năng đỡ đòn giảm sát thương và chịu và miễn bị áp chế à? Ok thì đang chống đỡ đây. Ôi giời. Ôi. À đang làm nhiệm vụ. Đang làm nhiệm vụ cứ tưởng nó chém phát chết luôn cơ. Ôi rồi, nhiệm vụ chính tiếp theo cần đạt đến cấp 31 là mọi người. Bây giờ mới được cấp 21 thôi. Từ không đi làm mấy cái nhiệm vụ phụ thôi.
để thử vào web xem kỹ các gói nạp cho mọi người nhé. Pay pay.zing.vn này đổi tên thành shop.bngame.com/vn này đó. Các bạn chọn Thiên Nhai Minh Ngựa Đao này, nó ở ngay trang đầu tiên thôi. Đấy thì nó sẽ có các gói đây, mình thấy là đều là kim phiếu hết mọi người ạ. Đều là mua quy đổi ra đều ra kim phiếu hết. Đấy, ví dụ như là 9.999 point được 29.190 kim phiếu này. Đấy. Quy hết ra kim phiếu đó. Các bạn nào mà muốn nạp thì có thể nhắn tin cho mình riêng ấy để tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề nạp đấy. Hãy chọn một thẻ là ta. Cái này có lên kinh nghiệm không ta? Cái cột là cột XP như bên dưới thì phải đây. Ừ. Bao giờ đom đóm bay ra hoa gạo rung xuống thì cha vừng. Cái này đáp án gì nhỉ? Ây à, lúa mì à? Hạt vừng cơ, trời ơi. Buôn thúng bán mẹt à? Buôn thúng bán rổ, buôn thúng mà. Ê cái này, mấy cái này khéo search Google được ấy nhỉ? Chắc là buôn thúng bán mẹt đúng không? Buôn thúng bán rổ dây, chắc mẹt rồi. Đấy, biết ngay mà, nhìn kiểu đọc nó cũng vần vần đấy. Cha nó nú thì con nó khôn à? Hay là cháu nó khôn? Cha con nhỉ? Cha nó nú chú nó khôn. Cha nó nú chú nó khôn á? Ồ, này chú nó khôn mọi người ạ. Ốt định mệnh. Bác nó khôn á? Sơ Google vẫn không vẫn hồ tả. Chê cọp lấy còm, chê còi nấy. Chơi còi này thôi, mấy cái này trả lời đại đi nhá, đỡ tốn thời gian. Ấy. Tu huyết à? Cái đấy chắc là nếu mà các bạn trả lời đúng thì kéo được nhiều FP hơn đấy, không biết đúng không? Rồi, ở đây vẫn nhiệm vụ tiếp. Ờ, à, thế là phải ấy hết ba cái thẻ này. Mệt anh ơi. Ok em nhá. Đấy anh em mà biết gì cứ tư vấn cho mình nhá. Mới chơi thôi anh nhỉ. Bản là đang bản alpha test. Đấy. Nào lên cấp chưa? Cái gì đây? Kẻ mà đọc mấy cái đoạn đối thoại này thì cũng ấy hơn đấy, nhưng mà định số tham chiếu á. Ờ chạy ở đây à? Ờ. Rồi. Đấy. Đi nữa. À các bạn giữ này chạy nhanh hơn này. Ô. Sao mà sai đoạn này sai sai nhỉ? Không nhật nguyệt tinh tú đều ảnh hưởng tính tình của đời người đời. Tự vi thiên viên chiêm tinh khởi vận, đó là một môn học vấn. Ô. Chắc là phải đi đọc từng cái một à?
Mà đọc xong nó lại biến mất mà. Ở cái đoạn này anh em nào biết thì chia sẻ cho mình với nhá. Đến đoạn này là ấy này, chạy đi làm nhiệm vụ ngày cái đã. KXP có thể nhận này, đấy. Cấp độ 28, cấp độ 25 này, đây. Hoàn thành xin xâm thời vũ này. Ồ, mấy cái này cấp độ 22 cái thứ mới mở này. Hiện tại có mỗi cái này làm được thôi. Xin xăm chúc phúc này. À, xin xăm cầu phúc này. Ui, lực chiến lên này. Bang hội mở này. Ui, lên cấp rồi. Tiểu cát à. Huyền thiên thạch mẫu này. Vừa chơi... vừa chơi game vừa học hành à? Là sao? Nhưng mà cái nhiệm vụ phụ đấy làm sao hả? Làm kiểu gì hả em? Hoạt động hạn giờ. Hoạt động ngày đây. Đây cái này xong rồi nha. Cái này xong rồi được 12.500 XP rồi. Lên cấp độ 23 ở đây rồi. Đây rồi, đến lúc quay gacha rồi anh em ơi. Đến cái lúc mà chúng ta quay gacha rồi. Đạo cụ rồi. Ui dồi ôi. Đây mấy cái này cường hóa thêm được này. Đồng hành đây rồi. Thân thiện nữa này. Ui. Hồ tiểu bảo. Gì đây? Rồi từ từ xem cái chỗ đồng hành đã. À đầu tiên là sẽ được con liễu phù phong này. Một con đồng hành lục này nhá. À là một con đồng hành lam. Đấy. Nói chung là đây là cực này. Xong rồi sẽ có thần những thứ nữa này. Úi. Đường thanh phong này. Diệp chi thu này. Minh Nhật tâm cái thứ này. Đấy, trận hình này. À rồi con này ra trận. Đấy. Công lực hơn 2.000 rồi. Rồi con này từ từ. Để bây giờ mình quay gacha nhá. Đây. Với 100 cái vé chiêu mộ đồng hành thì cùng xem là được con gì mọi người nhá. Mỗi tuần 2 lần giảm 30%. Lần này miễn phí à. Miễn phí thì múc thôi. Đây là cái quay X1. Đấy. Úi giời. Được luôn con lâm khí xương. Con này tuyệt đấy, con một con đồng hành tím mọi người nhá. Rồi, đây quay X1 tiếp này. Đấy, công thì trở về này. Đấy, bây giờ chúng ta có 104 vé với cả một vé free đấy là 105 nhá. Rồi. Mọi thứ còn áp nhỉ. Đây, bây giờ quay này. X5 đi. Múc. Chém như này à? Ấy da. Ui giời, lực chiến lên thế này là ra đồng hành mới rồi. Phong tiểu tuyết này. Đường thanh dung này. Ui nhìn đồ họa được thực sự mọi người ạ. Triệu Hoàn Nhi này. Ấy hai mảnh à. Lộ tiểu giai. 4 mảnh à. Công tôn kiếm. Ấy cái gì ấy. À nhấp để mua quà giảm giá 30%. Còn nếu các bạn quay tiếp thì cứ chém tiếp thôi. Đó còn đây là trong cái chỗ đổi này. À có thể đổi được kiểu như quay X1 hoặc là X5. Đấy. Trong 3/10 lần chiêu mộ chắc chắn nhận được đồng hành tuyệt trở lên. 6/20 lần chắc chắn nhận được đồng hành thần. Wow. Múc thế này thì có 5 con ấy rồi. 5 con thần rồi. Liễu phù phong này. Ôi giời ơi. À cùng thế này 100. Ờ mình 105 vé cơ mà. 5 con ấy đấy anh em. 5 con thần đấy. Rồi, phát này sẽ ra thần này, 16/20 này. Múc. Ui dồi, con gì đây? Ui dồi, ui, nó lổ này. Ra con thần bắt nó lổ chất thực sự anh em ạ. Lộ tiểu giai. Ui dồi, ôi, chất chưa? Đấy, con thần đầu tiên nhá. Rồi, tiếp tục. Ôi, tự động mua này xem nào. Đắt không? Dùng bằng ngân phiếu người ạ. 5 được giảm giá này. Một tuần có 2 lần thôi đúng không? Hấp dẫn thế nhở. Anh à, tiệm ngân phiếu. Rồi à, từ nhá. Múc hết đã. Bây giờ lại lên được chiến này. Có cơ đồng hành mới là lên được chiến nó vòng. Tiếp. Úi dồi đây rồi. Bách hiểu sinh nhở. Bách hiểu sinh nghe tên quen nhỉ. Đấy đúng đúng là kiểu như là tiểu thuyết của Cổ Long khá là nổi tiếng ấy.
nghe tên Bách Hiểu Hiểu Sinh nhá, người viết ra Binh Khí Phổ. Được thực sự đấy. Gì đấy? Quà hiệp ảnh lệnh ưu đãi này, 10 mảnh Bách Hiểu Sinh này, 10 mảnh này, xong rồi hai vé chiêu mộ tiếp này, và 10 cái hiệp ảnh nguyên tập lục 3 này. Ui sale sale 70% mọi người. Còn có 227 này. Đấy, 227 ngân phiếu thôi. Tiếp. Mỗi lần như thế này được được thêm cái để đổi nữa. Danh phiếu cái gì nó vừa hiện lên ấy, chắc là sau sẽ đổi trong cửa hàng. Đây, danh hiệp thiếp này. Lại Bách Hiểu Sinh tiếp à? Này, bắt mình chơi Bách Hiểu Sinh rồi. Bắt mình phải chơi Bách Hiểu Sinh rồi anh em. Tiết vô lại chéo phát ra nào. Đây rồi. Con gì đây? Ôi trời ơi, tím thôi à? 54 vé nữa cơ mà, quay tét bô luôn. 100 lần mọi người nhá. Nam Phụng Nguyệt 105 lần nhé. Con gì đây? Thế là hết ấy rồi à? Nó chỉ có mấy cái bảo hiểm đầu là được con thần thôi mọi người ạ. Đây còn chỗ này là nó mất cái dòng 20 lần là được con thần rồi. Bây giờ chỉ còn có 2 trên 10 lần được tuyệt trở lên thôi này. Trời ơi. Căng quá nhờ. Đây. Đấy, độ hình x1 đi. Đây, chém nhìn rõ ngầu nhưng mà ra toàn mấy cái cùi bắp thôi. Ôi dồi ôi, bây giờ nó không không ra được ấy nữa rồi. Không ra được con xịn nữa rồi anh em ạ. Khó nhờ. Nào. Ấy, ui dồi lại Bách Hiểu Sinh tiếp. Cứ Bách Hiểu Sinh thôi. Tiếp nào. Nó phải lứt đứt lỗ mới lên như vừa nãy cơ. Thì nó mới là tướng tướng thần mọi người ạ. Đấy, mấy cái lứt lứt này chưa ăn thua. Hết chưa? Rồi, đã hết một. Đây còn một vé quay lốt đi. Đã hết 105 lượt rồi mọi người nhá. 105 lượt này, bay. Đấy, ui dồi ôi, được rất là nhiều đồng hành luôn. Ở đây, con Bách Hiểu Sinh của mình đây. Còn đây thì nó sẽ chia, mà anh em nhìn vào cái item này cũng biết là sẽ là phòng thủ này, rồi thì kiểu hỗ trợ này, còn đây là kiểu tấn công này. Đó. Nó sẽ có kiểu ba hệ như thế. Hỗ trợ xem nó đột phá này. Hay ôi tốn tốn mảnh này mọi người. Đấy, mình quay mấy con có tận 200 mảnh này, tổ hợp các thứ này. Sau đây nó lại sáng đây nhỉ. Ui được 525 cái ấy này. Hay bốc con Diệp Chi Thu về nhỉ, hay là Đường Thanh Phong ta? Đường Thanh Phong, Ly Ngọc Đường, Khúc Vô Ức. Ra xem con nào chất chất thì bốc một con về nữa chơi ấy, mọi người ạ. Đấy, thế được ba con thần nhá. Được đấy. Đâu rồi, Đường Thanh Phong con này là Đường Thanh Phong công này, con Mỹ Diệp Chi Thu cũng công hết này. Con này là kiểu support này. Hay lấy Diệp Chi Thu nhỉ, lấy bốc bé con Diệp Chi Thu về cho ngầu đi mọi người. Đấy. Đồng hành này. Diệp Chi Thu. Ui, Ly Ngọc Đường này nhìn chất. Ly Ngọc Đường con này tướng thủ à. Thủ này mình có con Lộ Tiểu Giai rồi. Bốc con Diệp Chi Thu rồi về đi. Đây Diệp Chi Thu này 400 cái danh hiệp các này thì các bạn danh hiệp lệnh này các bạn sẽ đổi được nhá. Danh hiệp thiếp. Ui giời ơi. Đấy. Độ đồng hành giới hạn 0 trên 11. Ok múc đi. Wow. Ui xua. Đồng hành mới đấy. Rồi.
Bây giờ sẽ up lên nhá, up con công lực 732, con này công lực 770. Con này công lực cao thật đấy. Này chưa gì 770 rồi. Nhưng mà mình không quay, mình không có con này nhiều nên là đây các bạn không thấy là không up được đột phá. Đấy, ví dụ như con này up đột phá này. Dùng này. Đột phá. Đó, ui công lực 1800 rồi này. Đấy, thế này thì con nó khỏe hơn con kia nhiều. Hộ chủ này. Thiên địa như cờ à. Hiệu quả đồng hành ra trận này, khi các đồng hành ra trận cấp kế này, được. Tốn mảnh lắm mọi người ạ. Thế này. Lên được. Ờ vừa đi. Ui rồi thiếu mất 24 cái. 24 cái ấy được, đó. Ok. Thế thì sẽ làm ra trận đâu rồi. Trận hình này, đấy, con này cho chim cút. Rồi. Bách kiệu sinh này đến Diệp Chi Thu này. Đấy, ba con thần nhá. Búc con đam đi anh ạ. Ừ đấy, vừa búc con đam đấy, Diệp Chi Thu đấy. Ý trời rồi à, chơi bách kiểu sinh à. Tiếp đến là chọn con gì ấy nhỉ? Hàn Doanh Doanh đi. Bốc đại là Hàn Doanh Doanh đi mọi người. Đấy, con này nhìn sinh. Căn bản là nhìn sinh. Ơ. À, sao đây nó vẫn hiện là ra trận nhỉ? Ra trận cùng tu đột phá. Ôi, con này ôi 330 mảnh luôn. Ôi thôi. Thôi đột phá đi. Được lên level 3 đấy. Ui con này đột phá lên ấy thì cái lực chiến nó cũng cao phết này. Ui 2.800 lực chiến lợn này. 3.300 này. Trong khi đó con này, à con này 4.600 cơ. Tăng cấp này, thôi all in con này đi. Đấy. Ui 8.400 mọi người. Đồng hành chất luôn. Đồng hành top server luôn như này. Rồi. Đấy, vừa lấy nó lag mọi người ạ. Đấy, mình rõ ràng mình cho con kia ra khỏi trận rồi, không cho mấy cái này rồi. Chào Google Man nhá. Mình có tạo nhóm chat Zalo đấy. Các bạn có thể vào đây nhóm chat Zalo, các bạn có thể vào giao lưu trao đổi thêm nhá. Đấy, hay là anh em nào chơi ok có thể vào hướng dẫn thêm cho mình ạ. À. Mình đang mới tập chơi cái tựa game này thôi. 155 này. Đây cũng mới chỉ là bản alpha test thôi mọi người nhá. 19 thì sẽ đóng alpha test. Đấy. Xong rồi chắc là mấy hôm sau sẽ ra bản chính thức. Rồi, bây giờ sao nó vẫn sáng đỏ nhỉ? Mấy con này cứ sáng đỏ là. À đây lực chiến nó cũng lên này, lực chiến tổng nó cũng lên mọi người ạ. Đây cứ up hết đi xong rồi. Ờ. Mấy con này các bạn cứ up hết đi, có gì up được cứ up đi, lên lực chiến tổng hết đấy. Ui giời 160 mấy mảnh này. Đấy những con đồng hành phẩm thấp nhưng mà các bạn up cái đột phá thứ lên cũng lên khá là nhiều lực chiến đấy. Như kiểu vừa lấy một đây con Liễu Phù Phong này mình up lên tận 3.300 lực chiến này, đột phá nó nhiều mảnh đột phá được ấy. Nói chung là ưu nhược điểm của cái game này thì ưu điểm thì mình thấy là đẹp. Đẹp thực sự mọi người ạ. Còn nhược điểm thì tất nhiên là khi mà đồ họa đẹp như thế này nó sẽ nặng rồi. Dung lượng nó sẽ lớn rồi. Đấy. Hay là khi mà các bạn chơi mà chơi trên điện thoại mà mấy cái thiết bị yếu các thứ là chưa chắc là đã tải được đâu. Đấy. Hay là như PC cũng thế, cấu hình thấp các thứ là chưa chắc là đã ấy được đâu. Nhưng mà khi mà chơi được rồi thì nó đẹp thực sự. 300 mảnh luôn này. Đấy, 3K6 được chiến rồi. Chắc đầu game tầm 2-3 ghi đúng rồi. Xong nó còn update các thứ nữa cơ. Úi dồi ôi. Mà bản client trên PC thấy mọi người đồn là tầm 30 ghi mà. Không biết đúng không?
bản Client thì bao giờ nó sẽ dung lượng nó sẽ lớn hơn nhưng mà và chỉ chơi được ở trên PC thôi đấy. Nhưng mà khi mà chơi được thì như như kiểu con Thiên Long Bát Bộ 2 ấy, chơi được trên PC nó bản là Client nó đẹp dã man luôn, nét sắc nét luôn. Ui ui lại 80 à đâu, mảnh mảnh ghép anh chưa ghép xem nào. Ôi 100 mới đủ ghép cơ, trời ơi. Ghép được cái gì? Một hiệp. Ôi cái này một vãi cái được một một cái hiệp ấy chưa một lại. 100 mảnh mới được một cái. Giỏi tưởng cái gì, tưởng ngon ăn cơ. U. 500 ngân phiếu này. U, đây là mấy cái kiểu như là tri ân những cái tài khoản VIP ấy mọi người. Đấy. Rồi có 500 ngân phiếu test nữa này. Nghĩa bây giờ mấy cái này có xúc không? Không Vân đây anh đang có 10.000 kim phiếu này, mấy cái này xúc không? Linh thú, thời trang các thứ này. Cấn thế nhờ. Ôi giời cái khẩu trang thôi, Uyển Ninh Yên thôi, 780 kim 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 phiếu này. Ấy. Giới hạn tuần này. Đâu rồi? Đồng hành này. Đồng hành này không không chạy theo được à? Ây vẫn sáng này. Cứ mọi người cứ up lên được chiến chung nó ok nhá. Cái này nó có chạy theo nó bồi dưỡng này. Ảnh vẽ. Phùng tu. Không thấy cái đoạn hệ thống hành nghiệp như 56 mở đột phá tăng cấp tổ hợp, không thấy cái đoạn ấy nhỉ, không thấy cái đoạn là nó chạy theo bên ngoài, chắc là không chạy theo được rồi. Trận hình chi tiết trận chiến nữa này, công lực tăng. Ui, công lực con đồng hành này 8.600 mà nó tăng công lực có 800 679 bọn, công lực tổng của mình có 3k mấy bọn. Tí cuối live thì mình sẽ mua mấy cái này trải nghiệm nhé. Đốt hết ngân phiếu cho anh em xem nó đã nhé. Danh sách này, thành tựu này. Gì đây? Chìm đắm. Oh, võ đạo phong lưu. Ủa. Ôi lại 50 ngân phiếu này. Đấy các bạn đi làm mấy cái nhiệm vụ rồi thì mấy cái thành tựu của thứ nó cũng được ngân phiếu này. Đồ giám nữa này. Huyền thoại võ lâm. Bài kiểu sinh. Ui 40 ngân phiếu này. Ôi áp con này lên là cũng được ngân phiếu nữa. 105k xu rồi. Thân thiện này. Võ học. Cấp 28 mới áp tiếp. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tuần này, hoạt động hạn giờ nữa này. Đấy, hoạt động hạn giờ là 19 giờ 30 đến 20 giờ là đổi ẩm. Đối ẩm bang hội này, cầu nguyện bang 19 ở đây, cầu nguyện bang nữa này, kiêu chiến Giang Sơn thứ ba này 19h40 đến ui kiêu chiến Giang Sơn có 10 phút rồi này, tiến cử bang hội này, kiêu chiến giật thiệp này, đó những cái hoạt động mình thấy khá là ngắn và tập trung chủ yếu vào buổi tối. Đấy giống mấy cái game kiểu Thiên Long Bát Bộ các thứ cũng thế, nó hoạt động đa phần tập trung vào buổi tối thứ này 20 giờ 10 21 giờ này. Đấy đến tầm 21 22 giờ trở đi là này hết nhiệm vụ rồi đó. Hoàn thành điểm danh bang. Chưa có bang luôn. Xin vào bang. Không không vào nhanh được nhỉ. Không có cái bang nào vào test chơi được ta. Người chơi vào bang không ở cùng liên minh nhá. Còn thế nữa.
Cường hóa. Gì? Rối rối á? Cũng bình thường mà, không không có rối mấy đâu. Kiểu các bạn kiểu mới chưa quen thôi, chứ còn chơi một thời gian quen hết à, nó cũng chả rối đâu. Full rồi này. Đây bây giờ mua nhá, 10.000 kim phiếu thì mua mấy này thôi à. Dùng nhận ngoại trang linh thú hắc bạch chi ái đấy. Ngoại trang linh thú này. Dương ngoại quan này, chân phẩm này, hoạt lực đơn này, hiệp ảnh chưa mộ lệnh này. Ui, 168 ngân phiếu một cái. À, vừa lấy trong cái chỗ ấy nó có bán mấy gói giảm giá đúng không? Đâu rồi? Đây đây đây. 588 này. Tuần này có thể mua 2 dương hiệp ảnh chưa mộ lệnh giảm 30%, mua thẻ ưu đãi và thẻ VIP được mua thêm 4 dương. Quất một dương này lại quay tiếp à? 5 trên 10 lần, thôi quất lốt đi cho nó quay khít 10 lần đi mọi người. Đấy. Rồi, lại quay tiếp. Ôi, được con tím. Ô, lại 4 trên 10 lần này. Ui dồi, suýt lên được 6 luôn rồi này. Và cả 8 gần được 4k lực chiến. Và lấy mình thấy có cái gói gì đây, gói hạ giờ này, sale. Ôi, 227 này, 10 mảnh bách hiểu sinh, gói này khôn thua. Bách hiểu sinh áp thêm 10 mảnh cũng không không được mấy. Giao dịch này, giá bận, giới hạn mua 30 này, thương hội này, bày bán đấu giá các thứ này. Để mình thử xem một cái người chơi, một người chơi khác cơ nào. Chi tiết mạng xã hội, thêm bạn, chat riêng, mời tổ đội, thăm gia viên. Chưa có gia viên, xin vào bang. Đấy bây giờ làm nhờ up cấp tiếp thì chỉ có làm nhiệm vụ thôi. Xem nào. Rồi chốt đi. Bây giờ lại mua thời trang à? Thôi chắc mua thời trang mặc cho đẹp đi. Không tuyết ô vân đoàn. Con ngựa này chắc gì ạ? Ngon bằng cái con mình đang cưỡi nhỉ? Mối cạnh cưỡi đứng. Ai có thử luôn này. Ui dồi. Ui dồi. Ở đây full full bộ của nó sẽ như thế này. Đấy. Chở con gấu trúc sau lưng. Mua bé cái này đi. Ấy bao gồm như này và được hoàn trả. Mua. Ui, mặc ngay này. Hoạt động học được động tác này, tái thượng hành này. Mặc ngay, ok, dùng ngay luôn. Khác chưa? Đấy. Đó, vào đây còn có cưỡi ngựa tạo mới. Từ từ mò cái nhiệm vụ này thử mọi người nhé.
不因小而失. Tử vi thiên viên chiêm tinh khởi vận, đó là một môn học vấn à. Khoáng trở xoay sinh, bù sâu chú sụ. Rẫn trở ai rẫn, ị đỡ bọc. Lị trở xin đú, phán sư ý vô vế đa, ý chỉ vế. Vận số tinh thần chiếu. Ui rồi. Ui rồi, võ công này. Cái nước này là bị kẹt rồi mọi người ạ, không biết làm sao rồi. Anh em nào biết thì tư vấn thêm nhé. Rồi, kiếm người khác làm thôi. Đây lại ngân phiếu tiếp này. Nghĩa mày chỉ anh cái đoạn này vát, xem mà chơi sao. Cái này thì phải lên cấp độ 31. Giang hồ kỳ ngộ nữa này. Và có nhiệm vụ kỳ ngộ này. Cái này full. Full như thế này. EXP 1200 trên 7500 à. Cái thanh giới này chắc là mala mọi người ạ. Đấy, skin mới nhìn chất hẳn nhỉ, xinh hơn hẳn. Thôi đi làm cái kỳ ngộ này cũng được, cái chính tuyến kia kẹt rồi. Chính tuyến kia kẹt rồi mọi người ơi. Bát hoàng diệm mà. Ui giời, phúc lợi thế này. Quá trời luôn này. Cái này kiểu anh em ở anh em online ấy, đấy, sẽ được full cái phúc lợi này, đấy. Xong cũng được khá khá ngân phiếu này, 100 ngân phiếu này. Thì đây. Ưu đãi à? Lần này miễn phí à? Ây da. Đây có rất là nhiều cái để chơi mọi người nhá. Quả ngày nữa này. Ôi dồi, 0.48 0.48 Việt Nam đồng, 1.48 Việt Nam đồng là sao nhỉ? Cái đoạn này. Đoạn này có vẻ hiển thị sai sai sao nhỉ? Đây chắc là đô hay sao ấy. Chứ làm gì 1.48 Việt Nam đồng nhỉ? 490.000 Việt Nam đồng mua 7 ngày này, đấy mọi người thấy không? Cái đoạn này là đang bị kiểu hiển thị bị sai nhá, chắc chắn luôn. Các bạn mua cả này thì nó sẽ giá gốc của 574 8324 đúng rồi, cái này nó sẽ là 148.000 298.000 với cả 48.000 mọi người nhá. Tổng nó sẽ là 574.000 đấy, mua các bạn mua cả được sơ 19% còn 479.000 đấy. Nói chuyện với thằng áo đen á, vừa nãy nói chuyện với thằng áo đen rồi, có được quái đâu. Hàng nghĩa, ôi 329.000 này. Đây mấy cái này kiểu dạng Battle Pass đấy. Đấy, Battle Pass rồi thì thẻ tháng các thứ, thẻ ưu đãi, thẻ VIP này. Nhận ngay 680 kim phiếu này. Mỗi ngày nhận 295 ngân phiếu này. Đấy, cái này khi mà game ra thì cốt hết. Full cái này sẽ vào tầm 250 này, 100 nữa là 350 này. Quỹ trưởng thành 300 nữa là tầm... 950 tầm triệu ấy, tầm triệu mua gói này nữa, tầm triệu rưỡi chiêu tài 328 lần nhận. Ôi tiến bảo thiệt hả, chiêu tài thế nào,
không có chiêu nhiều hơn nhỉ. Ôi 10 là nói xem được cái gì đây. Tí tí xu như này tốn tốn ngân phiếu lắm, dùng đổi luôn, đồng ý đổi luôn đấy. Ê à, 40 ngân 328 lần mới nhận được cái này á, vãi trưởng. Thôi, 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 thôi. Này toàn tốn ngân phiếu luôn ạ. Ít nhất nhận ở chiêu tài này cày xu. Nói lại nó cho chọn á. À ok, đây để anh ra test lại nhá. Hoạt động tuần này. Thế mà không chỉ anh sớm. Ai full rồi này. Nhưng mà đâu rồi, về lại cái vô lâm nhiệm vụ vô lâm sóng bích như thế nào. Em mới tới mỏ mới ra á. Ôi, hóa ra cũng mỏ ra mới mỏ ra rồi à. Ôi, cái gì đây, cái gì đằng sau đây. Ui đông người chơi vết này. Dù chỉ ấy chạy mấy cái map con này thôi cũng có 4 ông người này. Chạy tiếp. Ôi trời mưa các kiểu này. Như thật đấy nhở. Cộng đồng. Nói chung là game cũng cuốn đấy. Game cuốn đấy mọi người. Đẹp. Này khi mà game ra chính thức mình cũng phải chơi mới được. Chơi mấy con game này xong quên luôn mấy con game kiểu đồ họa xấu xấu. Chạy lâu nhỉ, đâu rồi, cưỡi ngựa nào. Đấy, huy huyết phân, thế có phải nhanh không? Ồ, oh. Oh. Sư vừa lại đang ấy với thằng áo đen mà xong bây giờ lại đến cái đoạn nói chuyện với thằng này rồi nhỉ? Ảo thật đấy. Hay nó bắt làm lại ta? Trò chuyện với cả Lam Chanh. Hình như nó bắt làm lại rồi mọi người. Hỏng rồi. À viết bức thư. Ô nhưng mà vừa lấy làm gì đã có đoạn này đâu nhỉ? Thế chắc là cái chỗ vừa lấy như qua rồi hay sao mọi người ạ? Ổn nha. Cái gì đây? Thiên Phong Minh. Minh chủ đường Thanh Phong. À Thanh Long Hội, các bạn có thể chọn là chọn phe ấy, Thanh Long Hội hoặc là Thiên Phong Minh. Chốt bén Thiên Long à Thanh Long Hội đi nhỉ. Úi xổi Thanh Long Hội này. Rồng này, ấy. Đề cử thôi, không đề cử, vào Thanh Long Hội. Sách khế ước này. Lần đầu vào có thể đổi phe bất cứ lúc nào, hai phe có quan hệ đối lập mình đánh nhau bất cứ lúc nào mọi người ạ. Sau khi vào liên minh đối kháng với phe đối lập trong khu tranh đoạt sẽ không bị phạt. Có thể chỉ có thể vào bang cùng phe, bảo sau vừa lấy lộp đơn bang là chưa được. Đấy, tham gia tính năng cùng phe, đừng quên chọn cùng phe với bằng hữu. Ok. S1 Thanh Long Hội mọi người nhá. Chia sẻ được thêm 50 ngân phiếu này. Đó. Cái gì ấy? Ký sự này, chiến báo phe ký sự. Rồi, đấy. Bây giờ là có thể vô bang được rồi đấy. Đâu nhỉ? Bang hội đây rồi. Đấy, xin vào bang này. Danh sách yêu cầu đã đầy á. Người yêu cầu cũng đã có điều kiện á. Rồi vào nhanh nhá. Đây, múc. Đấy, thế là đã có bang hội rồi. Trong này chúng ta sẽ có là lì xì các thứ này. Lì xì bang này các kiểu luôn. Đấy. Điểm danh lì xì góp triệu tập tiệm này. Đồ giám tàng chân lệnh bị lực. Sau cũng có ngoại trang ở đây luôn ấy, Thánh Tú Băng Vân này, Thánh Tú Kinh Kinh Mộng này, cái này nó không cho không thấy chỗ chữ thử nhỉ. Rồi thế nó có bang. Đấy. Chạy lên level nó skip luôn à. Ok em nhá. Điểm danh cao 80. Ui hết béng này không thì cũng cống hiến luôn.
Đấy, làm quả này đi. Đấy, uy tín nhá. Lên chắc lên 24 là skip luôn, tiện thế là gì nữa. Đâu giải một passman đi anh à? Ok, Hoàng Trung Dũng nhá. Một passman đợi lúc nào ra server S1000 thì comeback nhá. Ổn không mọi người? Bây giờ vẫn chơi S510 tà tà mà, vẫn chơi thỉnh thoảng lên video phục vụ anh em mà. Yên tâm. Rồi thì còn cả hai han live stream suốt nữa mà anh em. Tha hồ mà xem. Không có sức mà xem thôi chứ nhỉ, đúng không? Thân thiện, tìm hiểu vài thân thiện à. Ây da, thôi chắc tí tôi mua ngựa. Đây bèo mình nghĩa mày tư vấn cho anh là cái chỗ kim phiếu này là quất cái gì nào. Quất cái gì đấy, anh quất luôn này. Đây còn 6k kim phiếu nữa, 6k7 nữa, quất cái gì để anh quất luôn. Quay đồng hành thì quay hơn 100 vé rồi. Thét bô rồi. Ồ, được thêm con hồ tiểu bảo này. Ôi giời, đồng hành mình up lên cả thần thế này rồi nó mới hướng dẫn chiến lệnh này. Mùa giải mới. Mở mùa giải mới tăng cấp chiến lệnh nhận thưởng trị giá 2.000 Việt Nam đồng. 2.000 này lại sai sai ở đây. Đây chắc là 200.000 hay là 2 triệu gì đó ấy. Sai sai mọi người. Đấy. Thì đây bản test thôi nên là mọi thứ cốt các thứ nó vẫn chưa được ok cho lắm. Ây da, ui khá khá vé đồng hành ở đây này. Cái này cái mấy cái đấy thì anh em đợi nhà phát hành fix thêm nhá. Lại ra cái để cường hóa đấy. Đây rồi, có nhiệm vụ ngày mới rồi, nhiệm vụ thế giới này. Wow. Cái gì đây? Nhiệm vụ thường, nhiệm vụ môn phái này, ngồi thiền thôi á. Không dễ nhỉ? Truyền tống xong rồi đến ngồi thiền là được à? Đánh bại hải tặc á? Ôi, đây, đứng đứng. Ấy ấy, từ từ, đang ngồi thiền mà. Ở đây. Đây, đến quảng trường ngồi thiền đấy. Bắt đầu ngồi thiền. Đấy. Nhiệm vụ rất là dễ luôn mọi người. Chỉ cần đến và ngồi thiền là xong. Đấy, đông người chưa? Ôi, cái chó giữa các kiểu luôn này. Ôi dồi, đẹp lắm. Game chất lắm anh em ạ. Rồi sao nữa? À đây, ngồi thiền. Rồi. Đến quảng trường ngồi thiền sao vẫn không trên một nhỉ? Nhận di hoa chắc phải ngồi một lúc mới được à? Thanh danh di hoa. Cứ một tí lại được 500 này mọi người. Đấy. Đông mục di hoa sẽ hiện ra trong mắt người ngồi thiền. Em nghiên cứu chỉ thấy mấy cái lên mua. Up thần binh công pháp chưa bán anh ơi á. Ô thế anh thấy up đồng hành cũng ổn mà. Chúng nó up đồng hành nhiều phết thế. Không ăn thua à? Nhưng mà đồng hành đến tầm này ba con thần này nhỉ. Ba con thần này rồi kiếm thêm con thần nữa cũng hơi căng nhỉ. Cứ tưởng là kiếm đồng hành dễ nhưng mà sau mấy lần đầu nó sẽ cho tướng thần đó mọi người. Còn sau quay toán ra tướng tím thôi. Khó phết. Anh em lại phải quay xong rồi tích điểm để đổi lấy con xịn hơn. Sắp được cái mốc này rồi này. Kiêu chiến này. À, thiên ba phủ này. Chỉ dẫn chiến đấu này. Úi dồi ôi. Kiêu chiến luôn. À đây có ấy này. Có đồng hành này, hình như đây là kiểu đồng hành ra trận là đánh nhau cùng này. Đúng không ta? Ui dồi ôi, này. Diệp Chi Thu Quách Hiểu Sinh này, ấy chất luôn mọi người. Ui, cái game này nó còn có đồng hành chạy theo đánh nữa này, chất đấy nhờ.
Rồi. Ôi dồi ôi, đang bổ sung này. Nào bém đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Bao tiền bách hiểu sinh của anh đâu rồi? Quẩy đi. Ôi dồi ôi, skill này. Ui cái gì ấy? Xoẹt xoẹt, ui dồi chết hết luôn. Đã chưa lành nghĩa. Tầng kế này. Gì? Nên em quyết định mua đồ mặc cho đẹp. Đúng rồi, anh vừa mua quả skin xong đẹp thực sự luôn. Đấy, dù sao thì bản test này nó cũng chỉ trong một tuần thôi mà. Quá dễ. Bách hiểu sinh cái thứ đánh không ăn thua lắm nhỉ. Trị liệu đi xem nào. Có trị liệu được không? Thế con dẹp chi thu thì tụt máu như điên. Chả thấy bách hiểu sinh thấy cái tướng kiểu như hỗ trợ, không biết nó có trị liệu được không. Xem lại cái bộ kỹ năng như nào. Ở đây kỹ năng ném quân cờ gây tấn công sát thương nội công à. Ôi dồi ôi, ném cái này chính xác bị chịu sát thương. Chả thấy trị liệu gì mọi người. Mình cứ tưởng là con này kiểu như để cái hình trái tim này này là support đi trị liệu các thứ cơ. Con này thì chưa. À, con này tăng cấp được rồi. Con này chưa thấy ra trận. Thế này sau kiếm thêm con gì đó búc máu thì ok hơn đấy. Sát thương ngoại công này, cự ly xa. Kiếm con gì đó búc máu cơ mọi người ạ. Liễu phụ phong. Rồi kệ, cứ đánh nhau đã. Đánh nhau sướng cái đã mọi người. Đâu rồi, hết chưa? Gì đấy? Ô, mình không lên thì đồng hành nó cũng lên trước nữa. Chết trước thì phí mọi người ạ. Đột tiến ra nào. Úi dồi, hộp tình duyên kìa. À, được mảnh ấy này. Được mảnh để ghép lên thành cái quay đồng hành. Cũng được phết đấy chứ. Đi mấy cái này xong rồi càn quét nữa thử. Xong rồi có cả đồng hành ra trận cùng thì cũng thú vị phết mọi người ạ. Thế sau còn có cả pet với các thứ nữa. Hợp lý đấy. Được đấy. Hết rồi à? Đạt đến cấp 30 mới đi được tiếp. Đấy, đi full luôn. Nhiệm vụ ngày này. Tuần nữa này. Ôi dồi, 800 các thứ này. Đây 100 cái này mình ghép được một cái. Một cái vé quay. Đó. Thế này thì mấy con đồng hành thần này ra trận cùng cũng kéo phết đấy. Lực chiến nó còn to hơn mình luôn mọi người ạ. Lực chiến 8600. Mà lực chiến mình có 3000 mấy. Đây, mạnh hơn là bây giờ là up trang bị với cả tinh luyện các thứ này. Tước vị à? Sơ tâm lên là bạch danh này. Ui xù, up luôn 4k1 rồi. Đấy. À bạc danh, xin lỗi mọi người là bạc danh nhá. Đấy. Hiệp đảm này. Danh hiệu. Tài phú ký hiệu này. Phá quân. Vừa nãy thấy có ông chạy chạy ở đường có danh hiệu phá quân nữa này. Thôi vào xúc lốt nhá. Chả biết xúc cái gì. Mấy cái ấy thì nghĩa nó bảo chưa mở nên xúc mấy cái này thôi mọi người ạ. Linh Uyển Yên. Ôi giời che mặt à. Thôi xúc lốt cái này đi. Ôi con ngựa. Con ngựa nhìn ấy quá. Rồi múc đi cái khẩu trang 780. Cẳng quá. Rồi dùng ngay. Ngoại quan còn cái gì đẹp đẹp nữa. Quất lốt. Cái này 10.000 cơ à? Thêm một cái kiếm ở đây. Ui, nhưng cái skin này mình thích này. Cái skin 10.000 này mình thích kìa mọi người. Thương Yên Hải Hà này. Đây vẫn còn, đoạn này vẫn còn chữ Trung Quốc này. Fix chưa hết mấy này. Rồi, mua lốt mấy con ngựa thứ nhá. Quả ưu đãi giới hạn tuần 10 năm. Mua lốt đi. Dùng ngay.
Cái này nữa. Mua lốt. Đấy, dùng ngay. Bây giờ làm nào tiêu cho nó khớp được 1072 để lấy cái này nhỉ? Lấy cái này xong rồi mua được cái skin 10.000 này nhỉ? 1072 à? Ngoại quan cái này 3.200. Nhân phẩm. Chiêu mộ lệnh. Chắc mua chiêu mộ lệnh xong rồi lấy kia mua 10. 168. Ai à, 1176 08 này xong mua mấy kia bị lẻ mất. Ưu đãi cái này còn có 7 này. Còn có 7 này mọi người, 150. Thiên ba nữa. Thiên ba mấy này chưa đủ điều kiện. Trang sức. Ui rồi còn có cái yên ngựa nữa này. Ui rồi nó chất chưa này. Đấy cái của con của mình đang ấy này. 1580 gia viên. Mọi người đợi tí nhé để tính cho nó mua cho nó khớp cái gói phát đã. Gia viên thân thiện. Hoạt lực đơn xong rồi. Này ra 7. À, cái này là được. Chín sáu chín ba. Thế này mua lẻ lốt ở đây là được mọi người ạ. Đấy rồi, 1050 xong rồi. Từ từ, 1050 7321. Ây da, 1050 như thế này, 900 đi. Rồi, 6. Rồi, chốt tôi sẽ mua như này nhá, 900 này. Đấy, còn 172. 172 thì mình sẽ mua 6 cái này, hết tờ 42. Đấy. Rồi. Xong rồi quay ra mua cái này. 13 là đủ, ok. Xoài. Tính toán như thần luôn anh em. Xúc. Đấy. Rồi 10.000. Thế là chúng ta có cái skin đẹp tuyệt vời luôn. Thương Hải Yên Hà. Xoài. Ôi. Như. Ở 100.000 định mệnh. 100.000 chứ không phải 10.000. Trời ơi. Hoa cả mắt. 100.000 thôi, hụt rồi. Cái skin này đắt thế nhở. Mấy cái skin trên này vừa lấy mua có mấy nghìn thôi. Ừ, xong rồi mình mới tưởng cái dưới này là 10.000. Ai ngờ nó tận 100.000. Ôi thế chịu rồi. 10.000 cái này mua cái thời trang này không đủ rồi. Hết cái để mua rồi. Hết cái để mua rồi. Hết hết cái mua bằng cái điểm thiên thưởng thôi. Vứt đây rồi. Đấy, vừa lấy test cho anh em 10.000 kim phiếu nhá. Mua các thứ luôn, skin các kiểu, cả ngựa luôn. Một rồi. Gì ấy? Đường giang hồ à? Nhận luôn này. Ồ, có cái tăng ký hiệu đây ạ. Ui dồi, huy hiệu Haken đặc biệt này, Haken đặc biệt này. Đó. Rồi nói chung thế này cũng xinh rồi. Ấy gấu à thì gấu trúc đằng sau lưng kìa. Ấy anh em thấy không? Chết chưa? Tự động mục tiêu này. Ngồi thiền phát ra nào. Tạo mới. Thế nào? Ngồi thiền này. Động tác.
À đây chụp ảnh nữa này mọi người. Úi, game biết ngay mà kiểu mấy cái game thời trang kiểu gì nó cũng có cái chế độ chụp ảnh này. Đó, đẹp thôi rồi luôn. Ngang dọc này. Ôi dồi ôi. Đấy, chụp ảnh nhá. Đặt lại ống kính này, nó sẽ có ẩn mấy cái đấy đi. Đấy, để các bạn chụp full màn luôn. Đó, chất chưa? Quá đẹp luôn, đúng là kiểu game thời trang đỉnh luôn á. Ok, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nào. Giãn khấu và nhiệm vụ môn, đây nhiệm vụ môn phái này. Đây nhiệm vụ chính tuyến này. Đấy. Tí cày tiếp chắc là một lúc nữa sẽ lên được tầm level 30. Đấy. Mà sao nó vẫn cưỡi con này nhỉ? Không, chưa cưỡi con ngựa mới nhỉ? Hình như mình có môn ngựa đen rồi mà ta. Chưa thấy cưỡi mọi người. Đã có này. Hay là xem nào. Đồng hành tụ đồ. Thân phận chế tạo. Thú cưỡi. Hình như là hành, đây hành hiệp ấy nhỉ. Tấn công, hỗ trợ, phòng thủ. Ở đây, ấy con ngựa đen đây mọi người. Đó. Nhìn được phết này, ấy. Ok nhá. Ôi quá trời nhiệm vụ ở chính tuyến luôn này. À đây cái vừa nãy, cái tinh vận này đã mất đồng nghĩa này. Thế là phần lớn các thứ ở trong cái bản test này mình cũng vọc vạch cùng với anh em khá khá đúng không? Cũng hiểu qua lối chơi cái tựa game này rồi. Đó. Hiểu game nhập vai trong này. Chơi cũng khá là cuốn, đồ họa đẹp. Đây cái tinh vận này để thử chạy ra làm gặp cái ông áo đen này thứ ấy như vừa nãy xem nào. Xem có được không. Đấy anh em mà kẹt nhiệm vụ như mình thì lại quay ra làm cái khác. Ở đây đúng đúng là áo đen này. Đâu? Trò chuyện với Tư Không Ương á. Đến gần nó sẽ có đáp án. Đâu lại như vừa nãy còn có cái gì đâu. Thăm dò 1/1. Thăm dò 1/1. À. Ô oh. Thần chiếu. Đấy lại 1/1 thì kìa. À chắc là đi xong rồi đủ 4 cái là được ấy. Ê, không phải. Đấy, khớp rồi này. Còn cái này nữa mình chưa ấy thì phải. Chào Duy Ngọc Phạm nhá. Không phải à. Rồi, đấy xong lốt cái bên này nữa là xong. Được của nó luôn. Ê, lựa chọn tinh vận nè. Ở đấy thế là được mọi người ạ. Xua. Chưa cả cần đọc hướng dẫn của nghĩa luôn. Nhưng mà mò lại tự nhiên lại ra. Đó, đấy đơn giản thế thôi anh em. Ký hiệu này. À đây, đấy nó sẽ có cái ký hiệu phá quân này. Ký hiệu này nhìn hay phết này. Đấy, nó gắn ở đầu này. Đây là MRN này hình như MNR này hình như là ấy sao là ký hiệu bang thì phải. Ê nhân vật này có gì đây? Phá quân xem thưởng à. À lại được thêm 100 kim ngân phiếu nữa. Đã mở tinh vận. Game này chơi kỹ kỹ tí cũng thấy hay phết đấy.
trò chuyện với Tư Không Ương. Hết rồi. Nhận đồ ra mới Tư Không Ương. Đó thì ăn cấp tiếp các bạn cứ đi làm nhiệm vụ như vậy thôi. Xong rồi còn cái gì thiếu các bạn giờ vào đây soi xong rồi nhiệm vụ ngày thế còn gì chưa làm thế làm đầy đủ lên cấp ok thôi. Đấy. Ngày đầu tiên thì mình nghĩ có thể lên được cấp độ 3x. Tham gia thi đấu môn phái các kiểu này, xong rồi online chơi hết nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì thường thường mình xem qua thì nó hoạt động nó sẽ tập trung vào buổi tối. Kết thúc này. Đấy, ngựa đen. Ê, đeo con đi con gấu trúc ở sau lưng này đẹp thôi chứ chả tác dụng gì nhỉ. Ui, chơi có tí mà đã được 2 tiếng cái con game này rồi. Như này mà không để ý chắc lú luôn à. Cũng được mà. Nhưng mà nghiên cứu ra thì nó cũng hay mà. Đợi đợi bản đợi, nói chung là đợi ra mắt chính thức thôi, xong rồi tải bản client về chơi trên PC. Nó vào tầm kiểu dung lượng nó lớn với cả đẹp chơi nó cũng mượt hơn, ngon. Đấy. Để chơi trên giả lập này chưa chưa ngon lắm ấy, mọi người ạ. Mấy cả cũng đang bản alpha test nữa. Đấy mọi người thấy vẫn còn hơi giật giật xíu. Rồi thì tiền tệ trong game nó vẫn còn đôi chút bị sai. Hay là một số chỗ còn vẫn còn tiếng Trung Quốc nhưng mà phần lớn là tổng quan là chơi là ngon rồi. Mọi thứ vận hành này cũng ok rồi đấy. Có mấy cái kiểu như là lặt vặt là như vậy thôi. Nhưng mà đảm bảo với anh em luôn là game này sau khi mà ra mắt chính thức ấy thì cái lượng người chơi con gái cũng cũng đông luôn á. Ông nào chơi game này xong sau kiếm được người yêu thứ đi ảo nhỉ. Tín sứ à. Ok nhá thì cũng cũng vào tầm 2 tiếng rồi. Đấy, sương sương trải nghiệm game bản alpha test thế thôi. Đấy. Mọi người có cảm nghĩ gì về cái tựa game này thì bình luận thêm ở phía dưới phần comment nhé. Rồi thì mình cũng kết thúc livestream tại đây. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối nhá. 2 tiếng đồng hồ. Rồi, chúc mọi người chơi game vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video hơn về cái tựa game Thiên Nhai Minh Ngọc Đao này. Hoặc là các bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn về cái game Thiên Nhai Minh Ngọc Đao này thì mình cũng có để link fanpage. Fanpage cũng như là TikTok và group cộng đồng Facebook của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao mọi người nhé. Group chính chủ BNG ấy. Đấy. Các bạn check mấy cái fanpage mấy cả group chính chủ các thứ của BNG mà ấy chứ còn mấy group tào lao các thứ thì đừng vô. Đó. Ok rồi. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những buổi livestream hay là video tiếp theo.